Nào để làm phát assassin xem nó có ra assassin không nhá. Ít ra mà cho đồ nó tươi tươi một tí thì mới đánh assassin được. Đồ đạc mà nó kiểu nó eo hẹp quá khó đánh lắm. Cái ván vừa rồi đồ không ít, đồ ở mức độ trung bình. Nhưng mà đồ nó lại ý ẹ quá, đồ nó lại không liên quan quá. Mới level 3 lại có thằng có tướng 3 sao. 9 tiền. Nghe hơi hư cầu ha. Nghe có vẻ hơi hư cầu nhưng mà chả biết thế nào. Đồ. Hỏ mẹ. Đồ đê. Đó. Nột một đồ nào. Bùm. Đây. Thì mày không muốn đánh nó cứ ra thế này thì làm thế nào, đúng không? Mà mẹ bọn hoang dã đừng có ám tao nữa, đừng có ám tao nữa. Được. Hai. Một đồ nữa là đẹp. Một đồ nữa là đẹp. Oh shit. Choáng. Ây da. Thôi xong. Thế biết có kịp mana để làm phát không nhỉ? Ngon, giỏi rồi. Quá quá kinh. Má, cay cần quá, cay cần đến thơm ngon đến giọt cuối cùng. Đây. Như thế này thì hao tu đánh. Mẹ nó mặc định là ra hoang dã thì hao tu đánh. Hạt mưa rơi. Bùa vây trái tim hiu quạnh. Thôi xong. Thì ăn cùng bắn xuyên là căng rồi. Hai con cùng bắn xuyên khỏe vãi lìn. Nộ. Tuyệt vời. Đấy, thấy chưa? Đang đánh, thích đánh assassin này nó bắt nó không ra.
chó bùa đỏ là khỏe quá. Biến hình bút máu. Thôi xong. Mẹ nó có bùa đỏ đéo bút được máu luôn ấy. Nổ. Vớ vẩn thắng ấy nha. Nổ. Yeah. Thoát chết hai lần ạ. Hay thế. Ma nó up mẹ lên 2 rồi. Thôi cứ để đấy dùng tạm. Cứ để đấy dùng tạm thì nó bắt về sau. Thì nó bán đi, bán đi sau. Còn lại 1 giây phút. Nhưng thật xa xôi. Con này cũng éo thể đánh được Assassin cơ. Giờ này không ra Assassin là đúng là có điểm rồi. Thề các bạn, giờ này không ra Assassin là đúng có điểm. Đừng quạo. Ok. Yes. Lộc. Choáng. Tuyệt vời. Cái đội hình mình cui cui bẩn bẩn sao từ nãy giờ vẫn win nhỉ? Nhất thì hiểu được. Toát hết cả mồ hôi rồi. Được các bạn ạ, bán này không ai tranh Assassin với mình, tôi nghĩ là tôi đánh được. Bán này tôi đánh được Assassin này. Khi nào con Pai này lên 2 nhá. Khi nào con Pai lên 2 thì tôi sẽ bán con Nidalee để tôi dồn đồ cho Pai. Not now. Đồ. Oh shit. Ui, mồ hôi toát hết để cái tai nghe này, ướt hết cả tai luôn. Dồn đồ cho Lucian mà yếu á. Không hẳn, không hẳn, không hẳn. Tôi không hẳn là nó yếu đâu. Thank you.
Đánh Assassin thì dễ đép lắm. Ban đầu nó khỏe mà. Assassin là một cái bộ mà mạnh từ đầu. Ban đầu mà gom được hai con Assassin level 2 là rất khỏe. Cực kỳ dễ đép. Wow wow, ôi bị đóng băng. Shit. Tí thì toàn. Nhưng mà Assassin này mà nhiều khi cứ để ý không để ý mà tích tiền xong rồi không tiếc, cứ tiếc tiền không roll mà để up 2 là cũng dễ toang lắm. À, cuối cùng thì cũng chịu chui đầu ra. Bố này đánh Assassin hay sao mà build kinh này. Ông này định hoang dã, định đánh hoang dã Assassin à? Ui Nidalee 3 này. Hay đây, hay đây. Nidalee 3 các bạn ạ. Ra gì đấy? Ui, sao bị đẩy tận ra đây nhỉ? Lag hình, chắc lag hình. Được. Sau này phải roll này, phải roll này áp con Z2 với con Pi 2 này. Không được đấy. Mày gặp Nidalee 3, may mà Nidalee cũng không có đồ hay thế nhờ, lốc chuẩn thế nhờ. Lốc đúng con mạnh nhất ạ. Được, chấp nhận được. Choáng. Gặp thằng này thì hơi toang. Biển to bút máu vãi cứt luôn. Chí mạng. Đó. Nidalee 3 giang con. Hơi quá sức, con này thì hơi quá sức, nhiều máu quá. Có khi nào được cái kiếm BF này không nhỉ? Đúng mà chỉ có trong mơ. Đúng mà chỉ có trong mơ mới bớ được cái kiếm BF đấy. Ê, mất luôn. PPE có rank rồi bạn ơi, bà chơi đi thôi nhỉ. Nhau gì. Lấy con này 3 tiền. Con này giá 3 tiền. Về bán nó còn được tiền. Chả có tác dụng mẹ gì cả. Cay nhở, con Pai mãi đeo lên 2, toàn 1, mau thu thở. Crit lên. Ê, tệ thế. Đồ thì ngon mà cấp thì thấp. Chó này tao không muốn lên 3 một tí nào, thật sự. Without mercy.
lên 3 bán nên nó bị lỗ tiền. Mà tôi thật sự tôi không có nhu cầu lên 3 con này tí nào. Tí nữa bài đánh cái bộ assassin này cũng không ai dùng con Warwick 3 cả, nó bị lệch lạc tư duy lắm. Thì phải thằng Pai kia trí thế, ăn được quả choáng khéo thật. Mình mà giết nó trước khi nó kịp choáng thì có phải là ăn tiền không? Bán chó. Ngon nhờ. Mẹ. Cái tầm này mà xác định đánh mấy con này từ đầu mà gặp mấy con này cười khanh khách. Thèm thế. Nhưng mà lại lỡ theo assassin rồi là thôi. Đành buông trôi. Vâng, cảm ơn bạn Thiên Di đã khen, cảm ơn bạn. Mù đỏ này nó có làm cho chiêu thức nó có đốt không nhở? Hình như không đúng không? Mù đỏ nó chỉ tính đánh thường thôi, đúng rồi. Mù đỏ nó chỉ tính đánh thường thì phải. Chó nó khỏe thế. Ướt hết cả tay này. Đánh assassin. Die can win, die can win. Này nó bắt đầu phải găm dần Blitzcrank ấy, chừng trị mấy cái thằng cứ thích giấu cờ ghét vãi đái. Wow. À, không biết tụi này đi. Thế xem nào. Thế có phải yêu không? Up 7 xong rồi vứt 6 assassin vào là rất khỏe. Cần cái gì nhỉ? Mình có lấy gươm vàng không ta?
Mặt lý thuyết thì thích cái kiếm BF này. Thích cái kiếm BF này nhất, còn không thì lấy nước mắt. Một trong hai cái nước mắt, cả hai con đều 3 tiền, lấy con nào cũng được. Chắc là kiếm BF thì mất rồi. Tầm này bắt kiếm BF thì còn gì nữa. Biết ngay. Lấy nước mắt vậy. Bán đầu của Pai đi giờ nó lên cả. Ok, ok. Pai là hơi khó đấy nha. Ván này là không đánh Pai 3 được rồi, mà đánh Pai 2 rồi. Thì là thay đổi cơ chế của bọn Assassin rồi thì phải. Có mùi thay đổi cơ chế rồi. Tình hình rất là tình hình. Chưa khỏe. Pai 1 thì chưa thể khỏe, thì bao giờ phải Pai 2. Mà thằng này cũng đánh Pai mà không ra Pai. Đấy, Raven chết thẳng rồi. À, ông này phun đồ cho Gray ạ. Khá ghê ha. Cảm ơn Duy đã tặng sao, thank you. Cả đời phải đánh con Pai 1 để thì khắm chó quá nhỉ. Thằng này có tiết hạnh thì sao nó khỏe thế. Hai con hiệp sĩ, hai con dã thú. Đội hình nó chả có cái vẹo gì nữa. Kiểu bị ảo ảo ấy. Ôi, không một con nào rơi đồ. Thôi nát nát nát. Nát chặt rồi, đánh Assassin ít đồ khó đánh lắm. Ai đây rồi. Bye. Fuck. Một nốt rò này up cấp. Up mẹ lên 8 này. Tìm một click rank vứt vào. Giết mấy thằng cứt lát con chóp này. Mai 1 đánh nhéo lên mana được thì nó vì tam nó nhỏ quá. Đúng ở đây bị con Pai lừa. Ngay từ đầu game nó bắt được con Pai rồi, đến bây giờ thì không có Pai 2 để chơi. Pai 2 nó khác hẳn Pai 1. Đam nó to hơn thì nó lên mana nó cũng nhanh.
Ngon. Tôn này ngon thế. Áp được mấy con lên hai quan trọng này. Nhưng riêng bé Pa thì nhất kết không kịp lờ. Thế này mới cho chết. Tôn này bay 2 rồi này. Uchit 3. Ai chà chà. Chít tân à bạn, chít tân à bạn. Wow, con chít đúng rồi. Nghìn đam. Ui ui, 1000 đam kia. Rồi, tỷ lệ sức mạnh công kích. Ui chà. Con nào vừa làm phát hơn 1000 đam mà màu xanh ấy nhở. Khá quá nhở. Cảm ơn Hoài Linh chẳng sao. Đây rồi. Thế sân nào. Mệt mỏi. Bị mệt mỏi. Khiếp lắm. Cả ông xui thay cả đế chế vào. Khiếp. The Raven. Ôi cú choáng kìa. Thấy không? Thấy Pai 2 phát năng động hơn bao nhiêu không? Toang, chết luôn không? Đó, một bé ra đi. Không biết là vì sao mình chết nhanh như thế đâu mà. Không biết vì sao mình chết nhanh như thế đâu mà. Này, nói thật với các bạn, bây giờ cho tôi con Raven 3 tôi cũng không đánh, các bạn tin không? Cho tôi con Raven 3 tôi cũng không đánh, chứ đừng nói là con 2. Báu bở thì con Raven 2. Cho con Raven 3 tôi còn đánh thêm cho ấy thật. Tôi thề, không phải là tôi nói phét đâu. Cho Raven 3 không bao giờ chơi. Mà bắt The Raven từ nãy đến giờ thì hài. Raven 5 không đánh luôn, đừng có nói Raven 3. Đánh nó phải đúng bài chứ. Đánh Assassin bắt Raven thì thực ra cũng có cái kiểu đánh Raven. Có, thực ra là có chứ không phải là không. Nhưng mà trong hoàn cảnh này thì không. Sao đéo có được Blitz rank nhỉ? Cảm ơn các bạn đã khen nha. Thằng này Assassin nhưng mà Assassin nửa mùa này không ăn được mình. Assassin mà đánh 3 con thì nó đuối lắm. Thấy không? Thấy không? Con Pai 2 nó khác hẳn con Pai 1. Này. Nào xem ông này có cái gì mà nhiều máu thế. Ok. Biết thế. Let's go. Let's see what they're made lên. Ôi xong. Hất tung. Hóa ra nó mạnh vì con Draven. Bài thằng ấy mạnh vì con Draven. Raven này mà để Assassin nó chạm vào người mẹ nó xiên lên một xiên thì đúng là lòi ruột. Được rồi, bình tĩnh, từ nãy giờ roll mà không có một con Blitzcrank nào, không có một con Blitzcrank nào này.
Thôi tòa. Phải có Blitz. Anh là có Blitz, không có Blitz thì không có giải quyết cái gì hết á. Nhá, con lợn của nó nhiều đồ thế nhở. Tôi vừa bỏ qua con Blitz à? À vừa có Blitz xong á? Đây 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 đây. Chạy chạy chạy. Nó biết mình có Blitz. Nó biết mình có Blitz, nó cũng xếp dích ra một chút rồi. Nhưng mà không quan trọng. Chỉ cần con này đứng ra ngoài một ô thôi là nó chết. Anh em thấy sự khác biệt chưa? Con Raven đứng ở trong góc này này với con Raven đứng ở ngoài góc á, rất khác biệt. Chỉ cần nó đứng ở ngoài một ô thôi là nó chết. Bởi vì khi mà nó đứng ở bên ngoài thì Assassin sẽ không bỏ qua nó nữa. Anh em mình dùng không? Bởi vì khi đứng ở trong góc này này thì Assassin ấy đánh hết cái dàn ngoài, nó đánh hết cái dàn ngoài nhưng nó không bao giờ đánh con ở trong góc. Nhưng mà chỉ cần nó dích ra một cái ở ngoài này thôi đấy, là nó kiểu gì nó sẽ bị Assassin nó chém. Rồi bây giờ nó đổi con Raven lên rồi, tôi thì lại không cần Blitz nữa, tôi bỏ Blitz ra, tôi lấy xuyên giáp, tôi đánh hư không. Này con này xuống phát là con Kassadin, à con Kha'Zix wow luôn này. Choáng. Đấy, CC phát chết ngay. Con Raven trong góc với con Raven ngoài góc có khác nhau lắm. Ăn thua gì, sao chơi lại. Nhìn thì thấy, cứ nhìn và cảm nhận, cứ nhìn và cảm nhận là con Raven trong góc và con Raven ngoài góc nó khác nhau như thế nào. Tôi để cho các ông tự cảm nhận. Đấy, thấy chưa, 2100 đam phép, thế thôi, tôi để cho các ông tự cảm nhận, con Raven trong góc và con Raven ngoài góc như thế nào. Thế nên là tôi chỉ cần đúng một round, tôi để con Blitzcrank thằng kia không bao giờ dám xếp Raven vào trong góc nữa. Và con Raven chỉ mạnh khi nó đứng trong góc, bởi vì cái trò này nó khắc nghiệt lắm. Đứng ở trong góc này này, nó khác cái việc đứng ở ngoài góc. Đứng ở trong góc thì không bao giờ bị Assassin nó focus cả. Chỉ cần nó dích ra ngoài một ô, dù bất kỳ là ô gì thôi, với tôi chỉ cần như thế. Tôi không cần lôi con trong góc ra, mà tôi chỉ cần đơn giản là nó xếp con Raven ra ngoài góc là nó chết, thế thôi. Đánh với những thằng mà giấu xạ thủ trong góc thì đôi khi chỉ cần một con Blitz một để dọa chúng nó một turn thôi. Dọa một turn thôi là chúng nó sợ và không bao giờ chúng nó dám xếp Raven ở ngoài này cả. Thế nên là cái này là cái mẹo thôi, cũng chẳng có gì phải gáy cả. Tôi nhìn là tôi biết, tôi bắt được Blitz, tôi biết thừa là tôi sẽ thắng thằng này. Kể cả cho thằng này cầm 50 đồ thì nó cũng thua. Vì đơn giản là nó không được chơi. Con Raven xếp bên ngoài nó không được chơi. Thế thôi, nó không phải là trí tuệ gì cả. Anh em đánh đủ lâu thì anh em sẽ nhận thấy một điều là như vậy. Đó là những con đứng ở trong góc sẽ không bao giờ bị Assassin focus. Và thêm một điều nữa là những con đứng ở trong góc này này.
Không bao giờ bị làm choáng bởi pai. Không bao giờ bị làm choáng bởi pai. Thế nên đơn giản một điều là bằng mọi giá đẩy nó ra ngoài góc, đừng để nó tựa lưng vào tường nữa, thế thôi. Cầm con Blitz một dọa nó đúng một tơ thì anh em thấy không? Sợ vãi cứt ra quần đi, phải phải xếp ra ngoài, nhưng mà cứ xếp ra ngoài là chết, có được ném cái đao nào đâu. Đi mẹ đánh cả đời cũng không bao giờ được ném một cái đao nào hết. Chứ các bạn đừng có lo, các bạn đừng có hỏi là các bạn đừng có nghĩ rằng cái đội nào là vô địch, dòng Assassin yếu không, tùy thôi, nó do cách chơi thôi, nó do cách đánh thôi, cũng chả có bộ nào là vô địch và chả có bộ nào là yếu cả.